Bà ghé vào đây tôi sẽ xem cho bà một quẻ. Dạ. Nếu đúng tôi chỉ xin vài ngàn. Dạ. Còn không thì tôi chẳng dám lấy tiền của bà đâu. Dạ. Tôi xin bà phải thật thành tâm. Dạ. Thì quẻ mới ứng nghiệm. Vâng. Xin bà rút một lá. Lá bài này giận về con gái của bà. Có nghĩa là con gái của bà đang gặp chuyện chẳng lành, đúng không? Dạ, đúng. Cứ nhìn vào lá bài này mà đoán, thì con gái bà phong lưu, hiếu thảo nhất nhà. Dạ đúng. Xin thầy xin giùm cháu đang ở đâu? Không xa lắm đâu, vẫn nội trong thành phố này thôi. Dạ, bao giờ cháu được thả? Điều này thì tôi không dám chắc. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy cho con xin địa chỉ. Hôm nào con đến nhà thầy nhờ thầy xem giùm. Mùng 1, ngày rằm hay thứ bảy chủ nhật, bà cứ đến đây sẽ gặp tôi. Dạ. Dạ xin gửi thầy cái này. Dạ thầy nhận giùm. Cảm ơn bà. Dạ. Chỉ có đủ tiền mua thứ này thôi. Xin tiền ba mày á, ba mày không cho thì mẹ ăn thứ này đi. Thì xin các anh thả tôi ra, rồi từ từ tôi lo tiền cho các anh. Thả hả? Tụi tao cần tiền là tiền của ông già mày. Các anh đòi nhiều như vậy, ba tôi làm sao có tiền đưa cho các anh. Hôm trước cái thằng thuê tụi tao tặng axit ông già nào đó, nó nói là ông già của mày có hàng trăm tỷ. Họ nói xạo đó, ba tôi làm sao có nhiều tiền như vậy được. Bộ mày tưởng tụi tao ngu hả? Nhà mày có mấy cái nhà hàng, ba mày, anh mày thì đi xe hơi đắt tiền, giàu như vậy mà có 200 triệu tiếc hả? Nè, để đứa con gái chết uổng lắm đó. Có hai đứa con. Đứa con ngoan thì để chết, còn thằng con mất dạy á, được đủ thứ. Thôi, không nói nhiều với nó nữa. Gọi điện cho lão già keo kiệt đó đi. Ừ. Alo, ba ơi cứu con, ba ơi, ở đây toàn chuột với rắn, con sợ lắm, ba mang tiền đến cho họ đi ba. Nghe thấy con gái của ông nói gì rồi chứ? Vậy thì đêm nay từ 10 giờ đến 11 giờ, chính ông phải mang tiền đến đặt ở ngôi mộ đầu hàng thứ hai ở nghĩa trang phía tây thành phố. Nếu mà có người theo ông hay báo công an thì từ nay đừng mong gặp lại con gái ông nữa. Cứu con.
Tụi mày đang ở đâu? Tôi đang ở gần ông thôi. Nhưng mà mọi cử chỉ hành động của ông tôi đều thấy hết. Dừng lại. Tụi nó ở trong tối, còn mình ở ngoài sáng. Ông thông minh đó. Hôm nay ông không theo yêu cầu của chúng tôi, giao dịch coi như chấm dứt. Alo. Alo. Sao anh Bảy? Mẹ. Đi về chứ sao? Tất cả anh em giải tán. Khi nào cần anh Bảy sẽ kêu. Dạ. Đi về. Thì nó gọi điện thoại tới nữa kìa ba. Nó nói sao? Nó nói ba chơi đểu không giữ đúng lời hứa. Tụi này luôn manh thiệt. Lần này mà tao gặp tụi nó nát xương với tao. Bà ơi, tính mạng Thảo Ngọc là quan trọng. Bà dẫn cả đám đi phô trương lực lượng, vậy thằng nào dám ra? Alo. Ba mày đi về chưa? Tụi bay không giữ đúng lời hứa, ra nghĩa trang mà nhận xác em mày về. Từ từ còn thương lượng mà. Thư. Có xe đi kìa. Thằng Lực cầm lái, còn thằng ngồi sau thì hình như là chồng của Thảo Ngọc. Cho mình xem. Đó là xe của Hai Quý. Alo. Ba con anh đã ở cách nơi em chừng 100 mét. Xe của Bảy Xoài vừa mới về nhà chừng 10 phút. Hai Quý cũng đang bắt đầu rời khỏi nhà. Có ai đi cùng nữa không? Có một xe mô tô đi cùng nữa. Chúng đi về phía nào? Đi ngược với hướng kiosk của mình anh à. Thôi được, ba con anh sẽ bám theo họ. Ok, nhớ giữ liên lạc với bọn em nha. Ok. Rồi. Ủa, ba làm gì vậy? Tao không chấp nhận đứa nào qua mặt tao, nhất là trong giới giang hồ này. Lân, dạ. Canh chừng xe. Alo. Ông giữ đúng lời hứa như vậy có phải tốt hơn không? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn ông. Trước mặt ông có một hàng cây. Ông đi thẳng đến hàng cây thứ nhất. Cứ tiếp tục như vậy. Khi nào tôi nói ông quẹo thì ông quẹo. Làm đi.
Ông có thấy hai cái mồ trước mặt ông không? Ông đi thẳng vô đó. Ông có thấy hai người mẫu trước mặt không? Thấy. Ông bước qua người mộ bên trái. Tụi bay đang ở đâu? Con gái tao đâu? Ông đặt vali tiền lên mộ đi. Đặt vali lên đi. Tao đã làm theo yêu cầu của tụi bay rồi. Con gái tao đâu? Bây giờ ông mở cái vali đó ra. Tiền ở trong đây nè. Con gái tao đâu? Tụi bay ra đây mà lấy tiền. Thì ông cứ mở vali ra đi. Ông tính lừa tụi tôi hả? Ông là một con cáo già. Ông hết thời rồi bẫy xoài. 3 ngày nữa ra đây mà nhận xác con gái của ông. Tụi bay đang ở đâu? Ra đây tao đưa tiền. Tiền tao để ngoài xe kìa. Ông không giữ chữ tín. Giao dịch đến đây là kết thúc. Alo. Alo. Má, tụi nó đặt camera. Em nhá máy. Rồi báo hiệu cho anh em hành động đi.